bạn. Em rất cảm ơn các bạn rất nhiều đã phải nói là chia sẻ những lời mà rất là quý giá, chúc sức khỏe cho em. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay thì hồi nãy là em đang định trên đường đi để mà tới cái chỗ mà mình thử cái xét nghiệm cái con COVID đó. Thì tự nhiên trời mưa cho nên chắc em đành phải hẹn khi khác đi thử. Bây giờ em hoành người lại cái chỗ nào mà để mà đậu xe, nói chuyện với lại các bạn một tí xíu. Cái khu này đó là cái khu này là hồi xưa em ở đây với lại ba em cũng rất là lâu, cũng trên cả 10 năm đó. Này cái căn nhà ở trước đây này, cái khu này là em ở trên 10 năm rồi, ở chung với ba hồi xưa, cho nên mỗi lần mà đi tới cái khu này mình phải đi ngang qua nhà ba để mà nhìn, để mình tự nhớ tới những cái kỷ niệm thời đó. Nhà ba em ở đây bây giờ nó quá trời người ở luôn rồi. Nói chung ai còn cha mẹ thì hãy thương quý cha mẹ mình hơn, và quan trọng nhất nữa là phải đền đáp trả hiếu cho cha mẹ mình khi mà mình có thể làm được. Còn có nhiều người, chẳng hạn những người mà họ sanh ra họ không cha không mẹ, hoặc là họ đang trong cái tuổi trưởng thành họ đi mất đi cha mẹ, thì cái việc đó thì nó không có, phải nói là may mắn lắm. Chẳng hạn như là bé La Vi cũng không được may mắn lắm. Nhưng thực sự là có nhiều thứ trên cuộc đời này đó mình không thể nào mà mình phải nói là mình biết trước được. Chẳng hạn như là những cái người mà chết đột tử đi, mình không thể nào biết trước được cái chết của mình như thế nào. Thì cái đó là một trong những cái chuyện mà rất là, em đậu xe ở đây em nói chuyện với các bạn chút, phải nói là rất rất là khó mà mình đoán được cái sự tương lai của mình nó như thế nào. Thì bữa khác em sẽ đi tới đó em thử xét nghiệm chưa biết, chứ bây giờ mà trời đang mưa lâm râm rồi, lạnh lắm. Em định tới đó em quay cho các bạn xem luôn, mà thôi bây giờ mình nói về cái chuyện bây giờ em nói chuyện trước hết thì em nói chuyện về cái con vi khuẩn trước nha. Hiện tại bây giờ đó cả nước Mỹ, phải cả thế giới luôn, là có khoảng 2.279.000 người đã bị nhiễm. Và hiện tại bây giờ cái số lượng mà bị nhiễm ở nước Mỹ rất là cao rồi các bạn ơi, đã là 712.000 người đã bị nhiễm rồi, và đã trên 37.000 người đã bị chết. Và riêng Cali của em thì đã có khoảng đâu 29.425 người đã bị nhiễm, và cả 1.057 người đã bị chết. Cái số lượng này càng ngày càng tệ quá, cao quá. Và New York hiện nay là có 233.951 người đã bị nhiễm, và số lượng người chết là 17.131 người đã bị chết. Số lượng mình New York bây giờ phải nói là rất là cao luôn rồi. Cho nên không biết thực sự nó thật hư nó như thế nào. Và ngày hôm qua là ở ngoài biển Huntington Beach, hôm qua em cũng định đi ra đó quay phim, mà em nghe đồn là ở ngoài đó bị biểu tình cho nên em không có dám ra. Nếu mà em ra đó mất công họ tưởng em là người Trung Quốc, người Tàu, thì họ không, họ đánh em nữa. Cho nên khi nào mình bây giờ, cái thời buổi bây giờ đó là phải nói có nhiều chỗ họ rất là kỳ thị, cho nên khi nào mình biết cái chỗ nào mà hoàn toàn là Mỹ trắng không á, hay là những người khác tộc đó, mình là Việt Nam mình đừng nên tới, vì có thể mình sẽ bị kỳ thị, là mình sẽ bị đánh nha. Giống như kỳ rồi em đi chợ Mỹ, em bị cái người Mỹ đó, em đang đứng lựa hình như lúc đó là em lựa rau, đúng rồi lựa rau, thì cô ta đó cầm chiếc xe này nè đẩy thẳng vô người em, cố tình mà, rồi cài đẩy xong rồi đó, cái em lịch sự em tưởng em đụng họ cho nên em mới xin lỗi trước, xong rồi cổ mới quay lại xin lỗi lại, thì coi như xong.
quầy. Thì cái gì cũng vậy, họ làm sai cái gì đó thì mình phải xin lỗi trước thì cho họ dịu xuống. Còn nếu như mình kiếm chuyện nữa đó thì hai bên sẽ phải nói là sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra. Thì gần đây nhất em có xem mấy cái clip nói về mẹ của Mai Phương thưa kiện các nghệ sĩ. Thì em nghĩ những cái tin này là những cái tin dịch thôi. Và có một cái tin gì nữa, cái gì em quên rồi, mà nói chung là toàn là tin dịch không à. À, có cái tin của cũng có cái kênh cái luôn nói là Phùng Ngọc Huy xuống tóc. Em mới thấy Huy đây mà làm sao xuống tóc hồi nào. Thực sự ra các bạn ơi, những cái kênh mà nói chuyện mà xàm xí đó thì họ đa số họ chỉ lấy cái tựa đó để mà họ câu view, để mà họ có cái lợi nhuận của họ thôi. Chứ mà thực sự ra thì các nghệ sĩ mà ai cũng yêu thương Mai Phương cả, cho nên dễ gì mà đi chỉ trích lại mẹ của Mai Phương. Hơn nữa người ta là những người nổi tiếng, đâu có ai làm những cái chuyện rùi bu đó, các bạn đồng ý không? Cho nên những cái kênh mà họ nói xàm xí đó thì mình coi cho vui thôi, chứ mình đừng có để ý tới. Cũng như cũng là cái kênh đó luôn nói là Ốc Thanh Dân bán vì cái việc gì đó bán nhà của cô. Nhưng mà thực sự ra hình như là Ốc Thanh Vân đó là một người doanh nghiệp cũng như là đầu tư những cái địa ốc chẳng hạn như là bất động sản đi, thì họ có giúp cho cái phần đó, họ ai mua giá cao thì họ bán, cái đó chuyện bình thường. Chứ làm sao mà nói những cái câu mà bán vì hết tiền hay gì đó, bán nhà bán cửa, trời ơi, mấy cái đó thật là em không hiểu luôn là tại sao họ lại dựng lên những cái chuyện như vậy để mà nói. Thì trở lại cái phần của em, thì phần của mẹ Mai Phương thì em nghĩ là mẹ Mai Phương không có mà chỉ trách những các nghệ sĩ như Hoài Linh hay là những người khác đâu. Vì những cái đó nhiều khi tin dịch, khi họ nói cái vài câu cái họ suy diễn ra nhiều vô để mà bịa chuyện. Nội mà em thấy cái câu hôm qua là Phùng Ngọc Huy xuống tóc là em thấy là không xong rồi. Tại vì mới thấy đây mà làm sao xuống tóc. Thì mới thấy ngày hôm qua luôn, họ đưa cái clip đó trước khi em thấy. Tức là họ chỉ là suy diễn thôi, họ nói để mà cho người ta vô để mà ta tò mò, người ta vô xem thôi. Thì thực tế ra các bạn, những cái clip mà trên mạng xã hội đó, trước khi mình xem thì mình phải xem những cái thứ khác, mình điều tra nữa, trên báo có nói hay không hay nọ, coi có đúng là sự thật hay không. Chứ mà mình tập trung vào một cái không á là mình sẽ bị nhiễm, mình sẽ tin rằng cái đó là sự thật, thì thực sự nó không phải là như vậy nha. Thì hôm qua thì em có đi bộ và cũng rất là mệt. Em cũng cảm ơn các bạn đã lo sức khỏe của em. Hôm nay em định đi bộ nữa nè, nhưng mà trời mưa lâm râm. Sao các bạn thấy không nha? Thấy mưa nó bám vô kiến xe không? Mưa phùn đó, mưa lâm râm đó. Cho nên em hôm nay em không có đi bộ. Thì em mong rằng sẽ có một ngày nào đó em khỏe mạnh, em về Việt Nam thăm các bạn của em và thăm những người thân thương. Thì khi nào em về em sẽ thông báo cho các bạn biết, thì mình sẽ hẹn nhau một chỗ nào đó để mà chia sẻ một ly cà phê, cũng như là chụp hình giao lưu chẳng hạn. Thì bữa khác em sẽ thấy lựa một ngày nào đẹp trời, em sẽ đi thử coi em có bị COVID hay không. Nhưng mà em mới hỏi bạn em thì muốn thử không phải là dễ đâu. Nói chung lại là cái thời buổi bây giờ đó, em có một người bạn, bạn của bạn chứ không phải người bạn của em nữa, là rất còn trẻ, mới vừa chết vì bệnh nhiễm COVID. Còn khỏe nha, còn trẻ nữa. Em thấy cái hình đó, cái mặt cũng quen quen mà không biết có phải là hồi xưa em có quen hay không. Thực sự em không có nhớ rõ, cái trí nhớ của em á càng lúc nó phải nói là mình nhiều khi mình lu bu nhiều thứ việc quá, mình có nhiều thứ để mình suy nghĩ quá, nhất là sống ở Mỹ mà đâu có ngồi mà kiểu như mà thanh thản được đâu. Cho nên nhiều khi thấy cái hình đó, thấy mặt quen quen mà không nhớ rõ là quen ở đâu. Nhưng mà nói chung cũng chia buồn cùng gia đình bạn ấy.
Thì khi nào có dịp em sẽ làm một cái clip nói về những cái sự kiện mà những người mà đã bị qua đời vì COVID. Nhà em cũng biết có một số người cũng chết vì COVID. Và bây giờ các bạn biết không, những người nào bị nhiễm COVID mà chết á, họ không có được làm đám ma đâu. Họ sẽ bỏ vô một chỗ nào đó chung để mà thiêu thôi, chứ hình như là không có kiểu như mà đưa cái xác về để cho mình làm đám ma. Trừ khi nào mà mình bị nhẹ hay gì đó thì mình có thể nó khác. Nhưng mà mình mà bị nặng, mình chết từ trong bệnh viện đó, thì chắc chắn là họ không có trả xác đâu. Thì tại vì cái xác đó có thể nó lây qua, có thể nó vẫn còn lây được qua cái bệnh đó, cho nên nó không có tốt cho lắm. Thì em thật tình rất là cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý em, yêu mến em và đã cho em những cái lời bình luận tốt đẹp, khuyên về sức khỏe của em cảm ơn nhiều lắm. Thì em hy vọng rằng em chỉ bị lo lắng nhiều, bị cau mở, cho nên bị sức khỏe yếu thôi, chứ đừng có bị dướng cái con COVID. Nếu mà mày lỡ mày bị dướng con COVID đó thì coi như là xong, không biết có qua nổi hay không. Vì không phải ai cũng có đủ sức khỏe, có nhiều người họ còn trẻ, họ vẫn bị COVID giật chết như thường, giống như bạn của em mới vừa kể đó, hình như mới có 30 ba mấy tuổi thôi mà đã để lại gia đình rồi, chết uổng lắm, tội chết trẻ. Rồi có một đứa bé 13 tuổi cũng đã chết. Nói chung là rất là nhiều người đã chết vì COVID, chứ không phải là mình sức đề kháng mạnh là mình ấy đâu. Nhưng mà theo cái thống kê đó, người ta cho biết là cái thôi để cái clip sau đi, clip khác em nói về COVID không đó, thì em sẽ nói cho các bạn nghe. Thì em xin chấm dứt cái video clip tại đây nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và em một lần nữa em nghĩ là các nghệ sĩ sao siêu sao, chẳng hạn như anh Hoài Linh, chị Hồng Vân rồi đó, là không có chỉ trích mẹ của Mai Phương đâu, mà tại vì những cái bình luận, cái dư luận người ta nói như vậy đó thôi. Các bạn đừng có tin nhiều quá nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và em nếu như mà có yêu thương em thì hãy cho em một cái đăng ký nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.